Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải một lần nữa nè mọi người. Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video dễ nè mọi người. Ở video này Khải sẽ xong nhanh xếp đồ cho anh em xem. Và ngày hôm nay thì sau khi đổi đường môn kèm với 5 máu kiếm môn phái thì hôm nay Khải được top 7 nè mọi người. Và với 67.000 điểm và 214 mạng. Dứt đầu sơ 39 và tử vong 24 và liên chạm 40 nè mọi người. Có thể nói liên chạm khá là cao như nè. Rồi, top 1 là Dinh Hồi Báo đường môn, gà con là con Long Đao, hình ca là Thiên Yên. Anh em báo đời Thế Yên, không thể chết Thiên Nhẫn, chạm Nguyễn Thần Cung Lôn, Di Khải đường môn, Thái Hà Nội Thế Yên, Biêu Thiên Nhẫn và Tài Phạm Mã Cung Lôn em ơi. Được, xem tí nữa là có thể nói là đang Khải giữ, đang top 5, top 6 rồi em ơi, mà rớt mất tiêu à. Ok, cho anh em xem chế độ nha, đây là kỹ năng tiềm năng của Khải em ơi. Kỹ năng tiềm năng của Khải thì hiện tại Khải đang có là 35 tâm nhãn nè, thì đặt mất 158 rồi em ơi. Nếu đặt mất 158 này còn thấy thì hiện tại Khải đang có là 288, tại vì đã cắn lệnh bài phi tốc này mà. Đã cắn lệnh bài phi tốc là lên 288 thì hiện tại nếu 288 thì đặt 261 trong tấm kim như video trước Khải có nói nè em ơi. 261 tấm kim nha anh em. Đó, sấy nhức nách luôn nè em. Đó anh em ngày hôm nay thấy anh em gơ, thấy chiếc gơ. Rồi. Đây kỹ năng rồi anh em, cho anh em xem tiềm năng nè. Tiềm năng thì hiện tại đã Khải đang là tăng 82 nè em ơi, 8 thông pháp 2 sinh khí. Đó. Với lực tay là gần 12k nè em ơi, 12k hơn. Đây collect á, collect tấm kim thì 12k hơn, chứ lực tay Khải gần 12k thôi. Rồi, điểm nhanh qua cho anh em xem sơ đồ nha. Anh em ơi. Và vừa rồi thì Khải đã đấu cho mình được một cái nỏ thiên quang, kỹ năng tâm nhãn 2 cấp. Ở đường môn thì chúng ta chỉ cần tâm nhãn 2 cấp là chưa đạt nha em ơi. Chỉ cần 3 cấp mới đạt nha em ơi, mà đỡ đạt cái tốc 261 ở tấm kim thì Khải đã bù cho mình thêm một phi phong kỹ năng cũng có 1 cấp nha em ơi. Kèm với càn khôn 2 cấp thì tròn 35 điểm chống phá nha em ơi. Tròn 35 điểm chống phá thì sẽ đạt 261 trong tấm kim nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là một set đồng bang hồng mỹ nha. Một dây chuyền này. Một nhẫn này. Một nhẫn này, 27 và một ngọc bội kháng cảnh 28. Để chiều 17-6. Và tiếp tục là Khải đang có cho mình một mặt nạ tăng thiên tử nè mọi. Một mặt nạ tăng thiên tử nhấp hồn 2 cấp, bảo vũ 2 cấp, củ công 2 cấp, lòng phòng kết 2 cấp nè mọi. Đó, chi nít 2 cấp hoàn toàn nè mọi. Đó, với chi nít 2 cấp như vậy thì Khải hiện tại đang có cho mình là 26 bảo vũ là ho nha. Nếu mà Khải có vào tay thiên quang 3 cấp nữa thì sẽ lên được 29 skill nha em. Nếu mà Khải có thêm dòng băng hồi nữa thì có thể lên được 30 skill bảo vũ là ho nè mọi. Nếu có dòng băng hồi và bao tay thiên quang 3 cấp nha thì cầm thêm 4 nữa thì có thể lên được 30 cấp skill bảo vũ lơ ho nè mọi. Nếu lúc đó là khả nghi chất lực tay Khải trên 16 đến 17k nè. Rồi, sau khi cái nọ xong thì bây giờ chúng ta cùng vô lại tiếp tục quay món đồ tiếp theo. Đó là sau khi đến băng rồi, bây giờ chúng ta đang có là một cái nón địa phách. Nón địa phách. Một tay địa phách. Đó, nón địa phách này, 2938. Một tay địa phách 294344. Một lưng thiên quang. Phòng thủ lý 29.43, thắng pháp win chí mạng 4%. Một cái áo xăm hoa phục hồi 49, đặt mắt 47 nha em. Đó, một con đôi giày tóc 40, chón nguyên họ sinh lực lực. Và một cái nỏ thiên quang là 39-50. Với sát thương 50 là gọi là min đó nè. Ở cái nỏ hồng kim này mát là 60 nè mà, mát là 60 nha em. Rồi, mục tiêu phi phong kỹ năng 1 cấp. Rồi, cái này là tiết hỏa tinh sinh lực 200 nha em. Đây, lượng kháng của Khải nè em. Đó, 75 cộng 2, 59, 71 và 75, 60 nha em. Đó, đơn giản là thôi. Và ngày hôm nay thì cũng sau khi đổi về đường môn thì ngày hôm nay có thể nói là một trong những trận đánh khá là khác nè mọi. Lên đến 217 mạng, 14 mạng nè mọi. Thì bị đặt móc rồi nè mọi, đánh sướng vãi nè mọi. Mà công nhận tối ngày hôm nay anh em xem không, đánh cảm giác nó bị lắc vị trí luôn nè. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Khải, mà anh em thích xem đồ cầu thủ nào thì cứ đỡ lại cho Khải cái comment, Khải sẽ đồ tiếp theo anh em xem nha. Rồi, anh em nhớ like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11h50 buổi trưa cũng như là 19h50 vào buổi tối nha mọi người. Ok, kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Bye bye.